Chương 19. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố, tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: "Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi." Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm rằng: "Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ." Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: "Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư." Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Hôm nay, sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất." Họ nghe những lời ấy thì Đức Chúa Giêsu thêm một ví dụ nữa: "Vì ngài đến gần thành Jerusalem, và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: Hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người thì sai sứ theo đặng nói rằng: Chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị 5 thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo, cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc đó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-tha-ni, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó chưa hề có ai cưỡi, hãy mở ra và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai đi, quả gặp mọi đều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: Sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cưỡi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: Đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: Thưa thầy, xin của trách môn đồ thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: Có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp.
Hàng ngày, Ngài giảng dạy tại trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói.